Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chia sẻ máy in trong hệ điều hành Windows 10. Ngày nay hầu hết các thiết bị đầu cuối như máy in, máy photocopy đều đã tích hợp cổng mạng LAN. Các máy tính sẽ in độc lập đến máy in, máy photocopy mà không cần phải share qua máy in mạng. Các máy in mà sử dụng cái cổng in USB, nếu muốn in qua mạng LAN thì bắt buộc phải được share thì mới in được. Để có thể share máy in trong Windows 10 thành công, điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó chính là cho tất cả các máy tính trên mạng LAN nội bộ nhìn thấy nhau. Để việc share và kết nối máy in qua mạng LAN trên Windows 10 thành công thì trước tiên bạn cần phải có một cái máy in còn hoạt động tốt. Thứ hai nữa là cần có ít nhất là hai máy tính chạy Windows 10 đang hoạt động. Bạn sẽ sử dụng một máy tính kết nối trực tiếp với cái máy in, được gọi là máy chủ. Bạn hãy sử dụng một cái máy tính nào mà được sử dụng nhiều, vì máy tính này khi bật lên thì các máy tính khác trong mạng LAN mới in được nha các bạn. Các bạn lưu ý. Các máy tính khác sẽ được kết nối với máy chủ trên thông qua mạng LAN. Tiếp theo sẽ là các bước để có thể sử dụng máy in qua mạng LAN. Đầu tiên các bạn sẽ thao tác trực tiếp trên máy tính kết nối đến cái máy in nha các bạn. Các bạn sẽ lít chuột phải vào Start, chọn Setting và sau đó chọn Network and Internet. Thì trong cài đặt liên quan này ha, các bạn sẽ chọn cái dòng Change Advanced Sharing Options. Các bạn có thể click vào chữ Ethernet và chọn bên phải màn hình của các bạn. Rồi, bây giờ xuất hiện ra một hộp thoại mới. Thì trong hộp thoại này, các bạn sẽ click vào cái dòng chữ Private. Đây, các bạn click cho nó sổ xuống ha. Private. Và các bạn sẽ tích chọn vào Turn on Network Discovery. Và tích chọn luôn cái dòng Turn on File and Printer Sharing. Cái này là những cái bước quan trọng nhất nha các bạn. Tới đây các bạn có thể save lại là ok rồi ha. Nhưng mà mình hướng dẫn thêm các bạn những cái mục khác để các bạn tích chọn luôn. Để các bạn có nhu cầu mà share dữ liệu in trong share dữ liệu trong mạng nội bộ á, các bạn sẽ share được nhìn thấy nhau luôn nha các bạn. Rồi, các bạn cứ tích chọn giống như trên màn hình mình đang thao tác ha. Sau đó thì các bạn chọn vào Save Change. Lưu lại cái quá trình cài đặt của mình. Lưu ý các bạn sẽ vào đây kiểm tra luôn. Đây các bạn vào Properties. À, xin lỗi con này mình quay trở ra. Rồi, mình chọn vào đây. Các bạn thấy Ethernet nè, cái máy tính mà mình là cái máy tính để bàn. Nên cái chữ là Ethernet. Các bạn click vào chữ Properties. Để các bạn kiểm tra luôn cái này ha. Đây, cái dấu tích chọn ngay chỗ này nè. Vì một lý do nào đó cái dấu tích chọn đó nó bị không được chọn thì các bạn tích vào nha các bạn. Nếu không được chọn thì các bạn sẽ không share được máy in và dữ liệu được. Sau khi tích chọn xong thì các bạn sẽ bấm OK, Apply OK, Close là xong. Cái đó là phần thiết lập, cài đặt, chia sẻ. Và bước tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành share cái máy in, chia sẻ cái máy in. Các bạn cũng vào chọn Start, sau đó chọn Setting. Bạn tìm đến cái mục Device, Device. Sau đó bạn chọn Printers and Scanner. Rồi, ở trong đây các bạn tìm đến cái máy in. Cái máy in nào các bạn dự định mà chia sẻ ra ha. Các bạn chọn vào, lít chuột chọn vào. Sau đó các bạn chọn Manager. Rồi, ở đây có sáu default là thiết lập mặc định ưu tiên khi chọn in nha các bạn. Các bạn sẽ chọn vào Printer Properties. Sau đó các bạn chọn tiếp vào tab Settings. Ở cái tab Settings này các bạn tích chọn Share This Printer. Ở đây các bạn muốn thay đổi cái tên của máy in thì các bạn có thể nhập vào ha.
Các bạn lưu ý ha, các bạn nhớ cái tên này nha, để mình cài đặt in cho nó dễ. Rồi, ở phía dưới này, các bạn tích vào cái chỗ này ha. Nếu trường hợp các bạn trong cái mạng LAN của các bạn á, là sử dụng vừa có Win 32 và 64 bit, thì các bạn tích chọn vào đây luôn. Các bạn thấy No nè ha, x86 đang No. Ok, các bạn tích vào, các bạn bấm OK. Rồi, bây giờ các bạn sạc RAM tới cái driver phiên bản 32 bit. Ở đây mình Windows 10 phiên bản 64 bit và đã có cài driver xong rồi. Bây giờ các bạn sẽ download thêm cái phiên bản 32 bit của cái máy in Canon 3300. Các bạn lít tải về ha. Sau khi tải về các bạn sẽ giải nén ra. Giải nén ra cái driver này. Đây, lít chuột phải lên, extract file nha các bạn. Ok. Sau khi các bạn giải nén ra xong thì chúng ta sẽ crawl crawl tới chọn tới nha các bạn, chọn tới cái thư mục driver Canon 33 vừa giải nén. Rồi các bạn chọn ha, này nằm ngoài desktop. Rồi các bạn chọn đúng cái driver open. Rồi open. Ok. Ok, xong. Apply, ok. Sau khi chọn xong thì các bạn vào kiểm tra lại, các bạn thấy ha, đây, x86 đây. Lúc nãy nó no, bây giờ nó yes. Là thành công rồi các bạn. Cái này để thuận tiện các bạn cài đặt máy in mạng trên các PC khác ha. Trong hệ thống mạng của các bạn vừa có phiên bản 3264 bit. Rồi, ok. Tiếp theo, trong hộp tìm kiếm trên thanh tách 3 thì các bạn nhập cái chữ là Computer Name, click vào View Your PC Name. Bắt buộc các bạn phải biết cái này ha, để khi mà trong máy in trong hệ thống mạng LAN của các bạn á, nó có nhiều cái máy in, thì lúc này bạn sẽ biết là cái máy in nó nằm trên cái máy tính nào, thì cái Computer Name các bạn cần phải biết. Rồi bây giờ trên một cái PC khác, một cái máy tính, mình ở đây mình đánh số 2 các bạn, cho bạn tiện theo dõi ha. Các bạn lưu ý nha, các máy tính phải kết nối cùng hệ thống mạng với nhau, cùng lớp mạng nha. Lúc nãy cái máy tính bàn của mình á, là kết nối vào cái mạng hiệp tính phát, thì cái laptop này hiện tại mình cũng đang kết nối vào cái hiệp tính phát luôn, cùng chung lớp mạng luôn nha các bạn. Các bạn chọn Start Setting, các bạn lấy chuột phải vào cái góc trái màn hình á, chữ Start, các bạn chọn Setting, sau đó chọn đến cái Device, đây, Device. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chọn vào Printer and Scanner. Rồi, các bạn thấy trong nguyên danh sách này thì nó chưa có cái Canon LBB 3300. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ click vào ở phía trên, các bạn thấy ha, cái chữ Add a Printer or Scanner. Rồi, các bạn click vào dấu cộng này nè. Thì Windows nó sẽ tự động dò tìm kiếm cái máy in trong hệ thống mạng. Một số trường hợp các bạn dò không ra, Windows sẽ báo là cái dòng là máy in tôi muốn không được liệt kê, cái dòng màu xanh xanh phía dưới nè các bạn. The printer that I want isn't listed. Nha các bạn. Thì các bạn sẽ lít vào cái dòng chữ này luôn. Đây các bạn chờ trong giây lát ha, để xem nè. Các bạn thấy nó dò rất là lâu. Rồi, không tìm thấy. Các bạn lít vào cái dòng chữ này. Rồi, bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại mới. Thì trong cái hộp thoại này, các bạn thấy ha, cái dòng ô đang đây đây, lít vào giữa đây, tích chọn vào nó một cái. Rồi, bây giờ các bạn sẽ gõ cái cú pháp là xuyệt xuyệt tên máy tính, xuyệt cái tên máy in. Thì lúc nãy á, là các bạn nhớ ha, cái computer name của cái máy tính số 1 á, của mình là HTB kỹ thuật Xuyệt Canon. Đây các bạn thấy không? Mình vừa gõ một cái là nó tự động đề xuất ra cho mình luôn Canon LBB 3300, các bạn chọn vào. Sau đó các bạn sẽ bấm Next. Rồi, nó tự động detect lên luôn các bạn. Các bạn click vào chọn Install Driver. Các
Bạn cứ làm theo thao tác theo trên màn hình của mình nha các bạn. Rồi, ok. Đại khái là sau khi cài ra bờ xong thì các bạn sẽ khởi động lại máy tính. Thường tất cả các thiết bị phần cứng vậy nha các bạn. Sau khi cài xong thì các bạn nên khởi động lại Windows. Rồi các bạn thấy on HTTP kỹ thuật. Rồi set default là cài đặt máy in mặc định nha các bạn. Khi các bạn in thì nó ưu tiên mặc định chọn cái máy in này cho bạn in nhanh. Rồi tới đây mình lít vào chữ Green Tech Bay luôn. Thì máy in nó sẽ in ra một tờ giấy Windows Test. Như vậy là tôi đã thành công trong việc share và kết nối máy in qua mạng LAN trong Windows 10 nha các bạn. Rồi các bạn lít Finish là xong. Và cách để các bạn nhận biết, thí dụ cái máy in Canon 3/3 ở công ty các bạn có nhiều cái máy, thì các bạn nhìn qua đây ha, Canon 3/3 on HTTP kỹ thuật, thì các bạn biết là cái máy này là của HTTP kỹ thuật để các bạn phân biệt được nha. Nếu trường hợp trong văn phòng công ty các bạn có nhiều cái máy in cùng model. Rồi, tiếp theo mình sẽ in test cho các bạn xem ha, bằng file Word 2010. Thì mình sẽ in hai mặt luôn nha các bạn. Mình bấm vào file, mình chọn Print. Đây các bạn thấy ha, biểu tượng Canon 3/3 có biểu tượng giống như cái ống nước vậy các bạn. Đây, bạn chọn đúng cái máy in. Cái máy in này là được share qua mạng LAN. Rồi các bạn chọn Green on both side. Sau đó bạn bấm Green. Thì máy sẽ in ra hai mặt. Rồi tới đây thì coi như là cái việc mà share và kết nối máy in qua mạng LAN trong Windows 10 thành công xong rồi nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Xin chào.